Ở gần chùa Hưng Hiền chúng con tại chợ Ông Bầu có một cô Phật tử. Hằng ngày cô đi lột sen. Lột sen một ngày được 50.000, 70.000 để nuôi sống gia đình. Chồng bị bệnh, bị thoái vị đĩa đệm không làm nặng được. Nuôi hai đứa con cho nó đi ăn học. Mà mỗi ngày cô đi lột sen như vậy có 50-70 ngàn. Xây sở trong gia đình, đời sống rất là chật vật quý vị ơi. Tới Tết trả nợ trả nần xong hết rồi, không có đồng xu dính túi. Đi đến chùa Hưng Hiền nhận được 10 ký gạo, thùng mì, một chai dầu ăn, một ký đường, nước tương, những món quà mà do các mạnh thường quân, các Phật tử hảo tâm giúp đỡ trợ duyên cho quý bà con có được món quà vui xuân đón Tết. Cô đến chùa cô nhận món quà. Khi cô đi ra thì cô gặp một người nọ bán vé số. Cái cô này bán vé số mà cổ năn nỉ, cổ mới nói rằng mua giúp giùm tôi tờ vé số. Cô Phật tử ấy cổ mới nói tôi nghèo và gặp cô còn nghèo hơn tôi nữa. Cái cổ mới xớt 5 kg gạo ra cho cái bà bán vé số đó. Thì khi cổ vô cổ nhận một món quà xong rồi, phần quà xong rồi, cổ nhận cái bao lì xì. Trong bao lì xì đó có 10.000 tiền mới. Nghe cái bà bán vé số này, bà năn nỉ, bà nói mua giúp giùm tôi bán ế gần tới giờ sổ số rồi mà tôi còn nhiều vé số quá, mua giúp giùm tôi. Thì cô Phật tử đó mới rút trong cái bao lì xì ra 10.000, mới nói thôi tôi Phật tử, tôi không có chơi số đề vé số gì cả, thôi tôi tặng lại cho bà luôn nè. Cô này cũng mới nói thôi tôi đi bán chứ tôi không có đi xin. Nếu mà hảo tâm thì đem 10.000 rút tờ vé số đi, chứ tôi bán tôi không có xin. Thì cô ấy cũng mới nói thôi thì cũng được, tôi không mua vé số nhưng mà thôi để giúp đỡ cho bà thì lấy tờ vé số. Rồi cái đưa 10.000 tiền trong bao lì xì. Rồi cái rút tờ vé số về cũng bỏ trong túi vậy thôi chứ không có dò nữa, mà cũng không nghĩ là trúng nữa quý vị. Với một cái tấm lòng của cổ như thế, vậy mà cổ gần tới ngày mùng 1 đó thì con tổ chức buffet chay ở tại chùa Hưng Hiền. Có 45 món đồ chay, đủ các món hết để đãi cho quý Phật tử thập phương bá tánh về chùa đầu năm lễ Phật, tạo cái duyên cho quý Phật tử ăn chay ngày Tết. Nếu quý Phật tử nào được dịp đến chùa ăn tại chỗ cũng được, xách về cũng được, là tại vì tụi con làm từng phần có hộp đàng hoàng để cho quý vị mang về, tạo cho quý vị ăn chay ngày mùng 1 Tết 45 món đồ chay. Thì thấy tụi con dựng bảng, dựng liều lên như vậy, cái cổ mới nói con không có tiền mua tờ vé số để đó, nhưng mà cũng không có tiền nữa. Cái cổ mới đi ra chợ Ông Bầu, tóc cổ dài, cổ cắt cái mái tóc của cổ bán 500 ngàn. Được 500 ngàn cổ mới đem đến, cổ mới nói cho con hùng phước vào các món thức ăn của ngày mùng 1 Tết để kết duyên tam bảo, kết duyên bồ đề với tất cả những chúng sanh. Con mới đem tiền đưa vào trong nhà bếp. Con mới nói tiền này là cổ cắt mái tóc bán 500 ngàn đó nha. Tấm lòng của cổ như vậy thôi, chia sẻ vào trong các món ăn đó. Mỗi một món ăn vậy đó, hùng một chút tiền của cổ vào trong đó. Cổ rất là hoan hỷ quý vị. Sau khi cổ không có dò nữa, cái bà bán vé số đó mới nói tờ vé số đó bà có dò chưa. Gặp lại cổ hỏi bà có dò chưa, cái cổ nói không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Nó nói biết đâu bà có tấm lòng tốt, biết đâu bà trúng số sao. Nghe nói vậy cái cổ mới đi kiếm. Đi kiếm thì cũng bỏ trong cái hộc tủ nhà cổ, cũng nói vậy thôi cho tôi mượn tờ vé số dò đi. Dò trúng 50 triệu quý vị. Cổ mới quan hỷ và cổ nói một câu rằng Đức Phật dạy rất đúng, bố thí cúng dường là phân cách bán nghèo mua giàu đó quý vị ơi. Nếu chúng ta tin tưởng vào lời Phật dạy, có nhân là có quả, ta trồng dưa ta được dưa, ta trồng đậu ta được đậu, ta mở rộng tấm lòng chia sẻ ban tặng niềm vui đến với tha nhân, thì cuộc đời này không dông phụ chúng ta đâu. Hãy phát tâm bố thí cúng dường, ban tặng niềm vui hạnh phúc cho tha nhân, đó là cách gieo mầm hạnh phúc cho chính mình. Và dù cho bây giờ quý vị không cầu, quý vị vẫn được cái kết quả
Mà kết quả đó là gì? Thành quả mà chúng ta đạt được qua phương cách bố thí cúng dường, đó là phước báo giàu sang quý vị. Ai muốn được giàu sang, làm ăn phát đạt, có tiền, có bạc, có tài, có lộc, thì quý vị phát tâm bố thí cúng dường nha quý vị. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nghèo, nghèo sơ, nghèo xác luôn quý vị. Anh ta nghèo đến nỗi hai vợ chồng vỏn vẹn chỉ có một cái chăn, một cái xà rông quấn trên người. Nhà không có ở, phải ở trước vỉa hè, ở dưới gốc cây, ở nơi nghĩa địa bãi tha ma. Mà chồng đi xin thì vợ ở nhà phải trốn, bởi vì hai vợ chồng vỏn vẹn một, có một bộ y phục mà. Chồng đi xin vợ phải trốn vào lùm vào bụi, vợ đi xin thì ông chồng cũng vậy. Bữa đó hai vợ chồng ngồi mới nói, tại sao chúng ta lại nghèo sơ sát như vậy? Ta đến gặp Như Lai Thế Tôn, gặp Sa Môn Cồ Đàm, hỏi ông ta thử coi vì sao mà mình nghèo. Đức Phật ngày hôm đó quán sát căn cơ của anh chàng nghèo này, biết anh ta căn cơ đã chín mùi thuần thục. Ngài mới giảng một thời pháp phước báo của sự bố thí cúng dường, và khuyến khích mọi người hãy bán cái nghèo qua phương cách bố thí, qua phương cách cúng dường, để tạo cho mình có được phước báo giàu sang. Nghe xong thời pháp thoại đó, anh chàng nghèo này phát tâm muốn bán cái nghèo. Anh ta mới suy nghĩ mình phải bán nghèo bằng sự phát tâm bố thí cúng dường. Nhưng mà mình có tài vật gì để bố thí? Nghèo quá mà nhà không có ở, thậm chí quần áo chỉ có một bộ y phục mặc trên người là tài sản duy nhất của mình. Anh ta mới nói, vậy thì mình đem cái tài sản này, cái bộ y phục này đem đến cúng dường cho Như Lai Thế Tôn đi. Vừa phát tâm như vậy thì cái tâm keo sẻn lại khởi lên, nói không có được, không có được. Nếu cúng cái bộ y phục này rồi thì lấy cái gì mặc để đi xin? Không lẽ trần trụi vậy sao? Lấy gì mặc để đi xin, để kiếm sống qua ngày? Không được, không cúng. Nhưng rồi anh ta nói cúng, muốn bán nghèo thì phải phát tâm, phải cúng dường. Nhưng mà không được, cứ cúng không cúng, cúng không cúng. Anh ta phải chiến đấu giằng co giữa cái sự phát tâm xả thí và cái tâm keo sẻn của chính mình. Cúng không cúng, cúng không cúng, mà anh ta ngồi giằng co như vậy, tranh đấu như vậy qua một canh giờ. Hết một canh giờ, cái anh ta mạnh dạn, phát tâm mạnh dạn đứng dậy, lột cái xà rông mà mình đang quấn trên người mấy tháng trời chưa được giặt. Thôi, vậy mà anh ta đem cái sở hữu tài sản duy nhất của mình đặt dưới chân Phật và bạch Đức Thế Tôn, cho con bán nghèo xin cúng dường tài sản duy nhất của gia đình con cho Thế Tôn. Và anh ta vừa đặt cái xà rông xuống chân Đức Phật, anh ta mới nhảy lên mừng và bảo rằng, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Vua Ba Tư Nặc ngồi nghe pháp trong pháp hội ngày hôm đó, nhà vua mới quở trách kẻ vô lễ kia. Trước mặt Thế Tôn, trước mặt quốc vương ta đây, mà ngươi nhảy cà tưng lên, nói thắng là thắng cái gì? Không biết khổ thẹn hay sao, tự nhiên lột cái bộ đồ của mình xong cúng dường rồi cái nhảy lên nói thắng rồi. Đức Phật ngài mới bảo rằng, này đại vương, đại vương có biết gì sao anh ta nói anh ta chiến thắng rồi không? Vừa qua anh ta đã chiến thắng đối với nội tâm của mình. Anh ta đã tranh đấu quyết liệt không dừng giữa hai tư tưởng thiện và ác, tham lam keo sẻn và xả thí. Và anh ta đã chiến thắng bằng cái tâm xả thí, đem tài sản duy nhất của mình là bộ y phục này đây cúng dường cho Thế Tôn. Cho nên anh ta nói anh ta chiến thắng lòng keo sẻn của mình đó. Nghe xong rồi, vua Ba Tư Nặc tự trách, ta là một vị quốc vương cai trị một đất nước hùng mạnh, vậy mà con dân trong đất nước của mình còn có những người nghèo sơ sát như vậy, bản thân mình không hay không biết. Nhà vua tự trách xong rồi bảo quân lính trở về kho, lấy 3 cổ xe bò chở đầy gấm dốc và 300 lạng bạc để tặng cho anh chàng nghèo này. Tiếp nhận được sự bố thí của vua Ba Tư Nặc là 3 cổ xe bò gấm dốc và 300 đồng vàng,
Anh chàng nghèo này quỳ dưới chân đảnh lễ sát đất, quỳ dưới chân Phật đảnh lễ gieo năm vóc sát đất và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài dạy rất đúng. Bố thí cúng dường là phương cách bán nghèo mua giàu. Hôm nay con đã bán được cái nghèo rồi, Thế Tôn ơi. Xin hỏi quý Phật tử có muốn bán nghèo không? Muốn không quý vị? Để chuyển đổi cái hạn vận này, cái phương pháp duy nhất để giúp cho chúng ta hết nghèo, hết khổ là quý vị hãy phát tâm bố thí cúng dường đi quý vị. Nương cái phước báo ta gieo trồng đó mà đưa đến tài lộc, làm ăn phát đạt, đời sống vinh hoa phú quý.